Nhận định bóng đá Real với Villarreal. 23 giờ ngày 22 tháng 5, Real Madrid với Villarreal sẽ là trận cầu kịch tính ở vòng 38 La Liga khi cả hai vẫn còn mục tiêu thi đấu mùa giải này. Thế nhưng với thực lực cộng đội hình chất lượng hơn, thầy trò huấn luyện viên Zidane vẫn được đánh giá cao ở trận này. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Real Madrid đang chơi với phong độ khá ổn thời gian gần đây. Cụ thể, 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này đã mang về được 3 chiến thắng, hòa 1 và để trắng tay 1. Chính những màn trình diễn ấn tượng trên giúp Real có được 81 điểm và cách đội đầu bảng Al Madrid 2 điểm mỏng manh. Và 3 điểm chọn là điều mà thầy trò huấn luyện viên Zidane đang hướng tới. Thực lực vượt trội cộng lợi thế sân nhà sẽ giúp kèn kèn trắng làm được điều đó. Phía bên kia sân, Villarreal cũng đang đặt ra mục tiêu tham dự Europa League mùa sau. Do đó, thời gian gần đây họ chơi khá tốt với 3 thắng, hòa 1, thua 1 trong 5 lần ra sân gần nhất. Hiện tại, tàu ngầm vàng đang đứng thứ 6 với 58 điểm và bằng điểm với Real Betis, kém hơn Sociedad 1 điểm. Chính vì thế, họ cũng đang quyết tâm mang về 3 điểm. Soi kèo và nhận định Real Madrid với Villarreal, theo những phân tích ở trên, kèo châu Á nhà cái đưa ra mức kèo chấp là 1.5 trái và đội chủ nhà nằm kèo trên. Trong quá khứ, mỗi lần hai đội gặp nhau đều có khá nhiều bàn thắng được ghi và tài là sự lựa chọn sáng suốt với mức kèo tài xỉu là 3.5 trái.